Vừa ngồi xuống mở bao thuốc ra thì không thấy điếu nào nên phải cất qua một bên, tay chân không đứng yên được nên có chút ngứa. Lúc này có anh chàng đi tới cầm lấy gói thuốc cũng mở ra, sau đó thổ thổ bỏ lên miệng. Mà tôi nói trước phải ai có căn lắm mới thấy được điếu thuốc nhá, châm quệt rồi nhả khói khiến anh da đen hết hồn.